Xin chào các em, rất vui vì được gặp lại chúng mình trong một tuần mới đầy ý nghĩa mang tên tuần lễ đọc sách. Chắc hẳn chúng mình cũng đã nhận ra rằng trong xã hội hiện đại ngày nay và đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ, không ngừng của thiết bị số, con người chúng ta đang dần để mai một đi một thói quen tốt và cực kỳ hữu ích, đó chính là thói quen đọc sách. Do cả yếu tố chủ quan và khách quan khiến chúng ta quên đi hoặc bỏ qua những lợi ích to lớn mà việc đọc sách đã đem lại cho con người. Vậy thì trước tiên, hãy cùng chị tìm hiểu những điều bổ ích mà việc đọc sách đem lại là gì nhé. Thứ nhất, đọc sách giúp nâng cao hiểu biết. Sách chính là nguồn tri thức vô tận của nhân loại, giúp chúng ta trau dồi kiến thức, nâng cao vốn hiểu biết của bản thân. Có thể nói, sách đóng vai trò bổ trợ cho con người, cho mọi hoạt động, kể cả về nhận thức và ý thức của chúng ta. Thứ hai, sách giúp tăng khả năng tập trung, ghi nhớ và tư duy phân tích. Trong quá trình đọc sách, não bộ và mọi giác quan được đưa về trạng thái tập trung cao độ nhất. Chính lúc này, khả năng tư duy và phân tích cũng như đẩy mạnh nhằm tiếp thu và ghi nhớ tri thức được truyền tải trong mỗi trang sách được tốt hơn. Thứ ba, sách giúp chúng ta mở rộng vốn từ, nâng cao khả năng viết cũng như giao tiếp. Mỗi cuốn sách, mỗi tác giả sẽ có cách truyền tải nội dung của mình rất riêng. Chính vì thế, quá trình đọc sách cũng là quá trình bổ sung thêm cho mình về vốn từ vựng cũng như những thuật ngữ mới. Và thứ tư, đọc sách giúp chúng ta xây dựng thói quen lành mạnh. Chúng ta sẽ ít bị ảnh hưởng bởi các trò tiêu khiển, độc hại và hạn chế tiếp xúc với các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại khi chúng ta đọc sách. Nhờ đó mà ta có thể xây dựng được những thời gian biểu hợp lý hơn. Sau khi đã tìm hiểu về lợi ích của việc đọc sách, đặc biệt là các bạn học sinh, thì chắc hẳn chúng ta sẽ có ngay cho mình những câu hỏi như: nên đọc sách gì đây? Vậy thì hãy cùng tham khảo những gợi ý đến từ Học Văn chị Hiên nha. Trước tiên, đối với các bạn học sinh lớp 9, những bạn đang đau đầu về kiến thức phân tích các tác phẩm, thì sổ tay văn học lớp 9 chính là cứu tinh giải quyết tất cả những điều đó cho chúng mình. 4 tập sách sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức kết hợp giữa cơ bản và nâng cao, được phân tích chi tiết theo bố cục của văn bản, dưới dạng bảng biểu, giúp kiến thức được truyền tải khoa học hơn. Từ đó, việc tiếp thu kiến thức của các bạn cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Với cách triển khai kiến thức rất riêng, học theo từ khóa sẽ giúp chúng ta tránh được việc học vẹt, tăng khả năng ghi nhớ và còn phát triển tư duy sáng tạo, liên kết các chuỗi kiến thức. Ngoài ra, những nhận định, liên hệ mở rộng chuyên sâu về tác giả, tác phẩm cũng sẽ là phần giúp ích cho em rất nhiều trong quá trình học đấy. Thứ hai, đó là cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu lớp 9. Đây là một bước học tiếp theo của bộ sổ tay văn học. Giống như cái tên chuyến tàu văn học, với 50 bài văn, đoạn văn tham khảo sẽ giúp em cải thiện và nâng cao rất nhiều kỹ năng viết như về vốn từ ngữ, cách thức dùng từ, đặt câu cũng như liên kết giữa các đoạn văn, luận điểm và cuối cùng là viết bài hoàn chỉnh. Và đặc biệt, phần phương pháp làm bài cũng sẽ là một vũ khí đắc lực để chúng mình học tốt hơn ở trong môn văn đấy. Và cuối cùng, với các bạn lớp 9 thì những dẫn chứng cập nhật mới mẻ và đắt giá mà cuốn sách Sổ tay dẫn chứng Đại dương văn học cung cấp về cả nghị luận văn học và nghị luận xã hội sẽ giúp cho bài viết của chúng mình thêm sinh động, hấp dẫn và có tính thuyết phục cao hơn. Sổ tay dẫn chứng chính là lựa chọn chính xác để chúng mình hoàn thiện kiến thức về môn văn. Và với các bạn học sinh lớp 8 thì chúng ta hoàn toàn có thể đến với thế giới văn học với bộ sổ tay văn học lớp 8 kỳ 1. Bộ sổ tay văn học lớp 8 kỳ 1 là đầu sách phù hợp với tất cả học sinh lớp 8 qua phần kiến thức về tác giả, tác phẩm, chi tiết từ cơ bản đến nâng cao. Kết hợp với các đoạn văn, bài văn mẫu sẽ giúp các bạn đánh tan nỗi lo về việc ghi nhớ, tư duy và liên kết các kiến thức thành đoạn văn hoàn chỉnh. Ngoài ra, phần tài liệu đọc thêm ở trong bộ sách cũng sẽ giúp chúng mình nâng cao hơn vốn hiểu biết với một bộ môn nhiều chữ như thế này. Cuối cùng, để chinh phục số điểm thật cao trong môn văn thì không chỉ cần có kiến thức về văn học mà còn cần có kiến thức về xã hội. Các em hãy tham khảo ngay cuốn Sổ tay chinh phục nghị luận xã hội nhé! Đây là cuốn sách đa di năng với toàn bộ phương pháp,
dàn ý và các bài viết mẫu cuốn hút, cùng với đó là bộ dẫn chứng cập nhật mới nhất chia theo từng chủ đề và cả bộ từ điển các khái niệm nghị luận xã hội đều được gói gọn chỉ bằng một cuốn sách. Đặc biệt, đây còn được mệnh danh là cuốn sách tiết kiệm, chỉ vì với một lần mua là có thể sử dụng từ lớp 8 đến lớp 12. Đây sẽ là lựa chọn đúng đắn cho bạn nào cần cải thiện hoặc nâng cao kiến thức và kỹ năng nghị luận xã hội đấy. Cùng Học Văn Chị Hiên tham gia tuần lễ đọc sách và đem thật nhiều bông hoa điểm 10 dành tặng những người thầy, người cô luôn tận tụy, nhiệt huyết và yêu thương tất cả những chuyến đò tri thức nhân ngày 20 tháng 11 tới đây nha. Các em hãy lưu lại những khung giờ phát trực tiếp dưới đây để cùng chị tham gia tuần lễ đọc sách đầy ý nghĩa này nhé. Trước tiên, vào lúc 19:30 ngày thứ 5 sẽ diễn ra buổi phát trực tiếp khai mạc và tặng sách miễn phí trên kênh Facebook và TikTok của Văn Chị Hiên. Cùng ngày hôm đó, vào lúc 23 giờ sẽ diễn ra buổi phát trực tiếp cùng học với chị ở trên kênh TikTok. Liên tiếp những ngày sau, vào ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, mỗi ngày đều có 2 phần phát trực tiếp diễn ra vào lúc 12 giờ trưa và 23 giờ tối trên các kênh Facebook và TikTok của Văn Chị Hiên, để chúng ta sẽ cùng với nhau học tập thật chăm chỉ, đọc những trang sách hay và dinh về những điểm số thật cao như mình mơ ước nhé. Hẹn gặp lại tất cả các em ở trong tuần lễ đọc sách cùng Học Văn Chị Hiên.